Xin chào các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu bài sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Đây là một phần rất quan trọng giúp các em có thể chia động từ chính xác. Thì đôi khi chúng ta học bài thì rất là chắc, nhưng mà khi chúng ta vào câu á, nhiều khi câu là số nhiều nhưng chúng ta lại chia số ít chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhầm chủ ngữ và vì vậy động từ cũng sẽ bị chia sai, đúng không ạ? Thế chúng ta biết là động từ số ít thì chia khác, số nhiều chia khác. Thế thì cái bài sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ này sẽ giúp các em có thể chia được chính xác trong các cái trường hợp đặc biệt mà đòi hỏi cái sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thế thì thông thường ấy thì chúng ta biết là cái động từ mà đi theo chủ ngữ số ít thì động từ sẽ chia ở số ít. Thế còn là động từ đi với chủ ngữ số nhiều thì động từ sẽ chia ở số nhiều. Trong các cái một số cái trường hợp thì cái việc chia ấy, nó sẽ khác. Chúng ta sẽ đi vào cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ nhất đó là trong các cái câu phức, chú ý này, cái trường hợp đầu tiên đó là trong các cái câu phức, trong các cái câu phức mà có nhiều mệnh đề, hoặc là cái mệnh đề là cái cụm chủ ngữ ấy, nó gồm có nhiều các cái danh từ đi kèm với nhau. Ví dụ như câu này, chủ ngữ của tôi là một cái cụm như này: the danger of eating too many chips. Động từ của chúng ta ở đây đó là động từ to be, động từ worry chứ, động từ worry, worry her. Thì ta thấy như sau này, giả dụ như là cái chủ ngữ ấy của chúng ta chỉ là are you we they thì các bạn rất dễ chia đúng không ạ? Thế nhưng ở đây này, cái chủ ngữ của chúng ta là một cái cụm rất là dài, the danger of eating too many chips. Thì chúng ta thấy là trong cả một cái cụm này, trong một cái cụm phức hợp như thế này, thì đấy là the danger là cái sự nguy hiểm của này, cái việc ăn quá nhiều khoai tây chiên, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có cái danh từ chips là một, và chúng ta có danh từ là danh từ danger là sự nguy hiểm là hai. Thế thì chia theo danger hay là chia động từ worry này theo chips? Vì chips đây là số nhiều, danger đây là số ít. Thì worry nếu mà chia theo danger thì chia số ít, mà chia theo chips là chia số nhiều. Thế thì trong cái trường hợp này, chúng ta thấy là nếu như cụm mà có từ of như thế này thì bắt buộc chúng ta phải chia theo cái danh từ đằng trước. Ở đây không phải là khoai tây làm cho cô ấy lo lắng, mà là cái sự nguy hiểm của việc ăn nhiều khoai tây thì mới làm cô ấy lo lắng, đúng không ạ? Cái chính ở đây nó là cái sự nguy hiểm này này. Đấy. Vì vậy động từ ở đây chúng ta phải chia sao cho phù hợp với chủ ngữ này, chủ ngữ danger này, và động từ này chúng ta sẽ chia là gì ạ? Worries. Chia số ít và chúng ta sẽ chia là worries. Được chưa ạ? Thì đấy là cái lưu ý thứ nhất của chúng ta, nó trong những câu mà phức hợp thì sẽ phải chia phụ thuộc vào cái chủ ngữ chính, cái danh từ chính của trong câu. Được chưa ạ? Đấy là chính là cái sự đồng thuận phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Cái trường hợp thứ hai đó là khi các cái danh từ được kết hợp với nhau bởi từ and để làm chủ ngữ, từ and để làm chủ ngữ. Thì thông thường khi mà từ and làm chủ ngữ, chúng ta thấy là ví dụ như là anh A và anh B thì đều là học sinh của tôi, thì chúng ta sẽ dùng là A and B are my students, dùng động từ to be chia số nhiều bình thường, đúng không ạ? Nhưng nếu như and mà chúng ta nối trong câu sau đây, ví dụ như một câu như này: The director and the CEO is Miss Phương, tức là gì? Cái người giám đốc này và này, cái người CEO này thì đều là Miss Phương chẳng hạn. Thì thể hiện ở đây đó là gì? Cái người này sẽ làm kiêm hai chức vụ, được chưa? Một là director và hai là CEO cùng trong một người. Thế mặc dù ở đây có từ and nhưng chúng ta vẫn chia động từ ở đây là gì ạ? Is, là số ít. Thế thì trong cái trường hợp mà chúng ta thấy là khi danh từ kết hợp với nhau với từ and nhưng vẫn để chỉ gì? Một người, thì chúng ta sẽ vẫn chia động từ số ít bình thường, được chưa? Đấy là cái lưu ý thứ ba của chúng ta.
Cái lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba, chúng ta có là với khi chúng ta gặp từ each và từ every. Each và every. Phần này tôi đã giảng trong bài đại từ rồi, nhưng ở trong bài này tôi cũng nhắc lại, đó là khi chúng ta gặp từ each và từ every thì each có nghĩa là mọi. Each có nghĩa là mỗi và every có nghĩa là mọi. Thế thì riêng hai từ này khi cộng với danh từ, chúng ta luôn luôn cộng với danh từ số ít. Chúng ta luôn luôn cộng với danh từ số ít và động từ cũng luôn luôn để ở số ít. Đấy, each và every chúng ta cộng với danh từ số ít và động từ cũng luôn luôn ở số ít. Kể cả trong trường hợp khi các bạn nối giữa each với every bằng từ and thì đấy, danh từ cũng luôn luôn là số ít và động từ cũng luôn số ít. Ví dụ nhá, mỗi học sinh và mọi học sinh đều phải gì ạ? Có một quyển vở từ mới thì each student and every student has a notebook, phải có quyển vở không ạ? Thế thì trong mấy câu với each với every luôn luôn động từ chỉ ở số ít. Chúng ta nhớ tôi như vậy nào. Mọi người thì rất là đói, là everybody is hungry. Nên là everybody thì luôn luôn là danh từ số ít này, động từ is cũng chia số ít, được chưa? Đấy là cái chú ý số 3. Lưu ý thứ tư, khi chúng ta gặp cái từ either, either chủ ngữ thứ nhất, or chủ ngữ thứ hai, mang nghĩa là hoặc người một hoặc người hai đấy, hoặc là chúng ta gặp từ neither chủ ngữ một, no chủ ngữ hai, tức là không người một mà cũng không người hai, tức là không người nào trong hai người này cả. Thì trong cái trường hợp này, động từ chúng ta sẽ phải chia phù hợp với chủ ngữ thứ hai. Câu này tôi sẽ ví dụ cho các bạn như sau. Hoặc nhá, hoặc anh ta, hoặc là tôi, đúng không ạ? Hoặc anh ta hoặc là tôi thì là gì? Sai chẳng hạn. Là một trong hai người sai, đúng không ạ? Thế thì sẽ là gì ạ? Either he or I. Thế mà chúng ta biết là cái động từ đây sẽ chia phụ thuộc theo ai này. Với động từ to be thì nó sẽ chia là am, wrong. Đấy ạ. Đây nhá. Hoặc là anh ta, hoặc là tôi thì sai, đúng không ạ? Một trong hai người sai đấy. Thế thì cái to be đây chúng ta sẽ chia là theo chủ ngữ I là phải chia là am. Đảo lại nhá. Đảo lại được một câu khác này. Either I or he thì lại phải chia là gì ạ? He is wrong. Đấy, cũng vẫn là một câu như vậy, nhưng nếu các bạn chỉ cần đổi giữa I với he thì cái cách tích chia động từ sẽ khác ngay. Hoặc là chúng ta có thể dùng neither. Neither he no, nhớ là neither thì phải đi với no nhé. Neither he no I am wrong, tức là cả anh ấy và tôi thì không sai. Tất cả hai chúng tôi không ai sai cả, được chưa? Đấy, thì đấy là cái lưu ý thứ tư với từ either và từ neither. Trường hợp tiếp theo, thứ năm, đó là khi chúng ta gặp cái trường hợp như sau này, chủ ngữ thứ nhất, phẩy nhé. Này chúng ta có là, ví dụ này, chủ ngữ thứ nhất này, xong rồi đi cùng với cái chủ ngữ thứ hai, chúng ta có những cái từ ví dụ như là as well as, cùng với chủ ngữ hai chẳng hạn, hoặc là along with. Along with cộng với chủ ngữ 2 chẳng hạn. Hoặc là accompanied by, theo sau bởi chủ ngữ thứ 2 chẳng hạn. Xong lại phẩy nữa. Cái này là cái đi kèm thôi. Thế thì động từ ở đây ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái chủ ngữ thứ nhất này. Bởi vì cái người thứ hai, chúng ta hiểu là cái chủ ngữ thứ hai này nó chỉ đi kèm với cái chủ ngữ thứ nhất thôi, chứ còn không mang cái tính chất là quyết định ở trong câu, mà cái quyết định đây vẫn là cái chủ ngữ thứ nhất cơ, được chưa? Thì động từ sẽ phụ thuộc vào chủ ngữ thứ nhất, và cái chỗ này thì kèm thêm bao nhiêu cũng tùy, thoải mái. Ví dụ nhá, chúng ta có một câu ví dụ như này. Obama, đúng không ạ? Phẩy này, nhớ là ở cái cụm này sẽ đi vào giữa hai dấu phẩy. Obama phẩy này, accompanied by, accompanied by, theo sau bởi này, vợ và những đứa con, đúng không? Accompanied by his wife and children.
Cái động từ của chúng ta có đó là động từ thăm, đang tiến vào Nhà Trắng á. Thì Obama này theo sau bởi vợ và các con của ông ấy thì đang tiến vào Nhà Trắng. Thế ta thấy là nếu như mà chia theo Obama thì là số ít, mà nếu mà chia theo vợ và các con thì là số nhiều. Tại vì là wife và children thì đây chắc chắn là số nhiều rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ta thấy là ở đây cái quan trọng cái ông Obama này cơ, đúng không? Chứ còn vợ con không quan trọng, đúng không ạ? Thế thì chỗ này chúng ta sẽ phải chia, đó là gì ạ? Is coming, chia theo chủ ngữ Obama. Đấy, is coming into the White House. Đấy. The White House. Chúng ta thấy là ở đây là một cái ví dụ cho thấy là cái cụm accompany the by thì sẽ là gì? Không quan trọng. Đấy, cái danh chủ ngữ này thì thêm vào thôi. Chủ ngữ chính vẫn là Obama. Và động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ nhất này. Được chưa? Đấy là cái lưu ý thứ năm của chúng ta. Lưu ý thứ sáu. Lưu ý thứ sáu. Khi chủ ngữ này là các cái danh từ tập hợp, các cái danh từ tập hợp. Các cái danh từ thế nào là danh từ tập hợp? Ví dụ như là crowd. Rồi là crowd là đám đông này. Team là đội này. Rồi là group là nhóm này, family. Family là gia đình, vân vân. Thì các cái danh từ tập hợp này, nếu như chúng ta cho rằng tất cả các danh từ này được cho như là một đơn vị thì chúng ta sẽ để động từ là động từ ở số ít, động từ số ít. Nếu chúng ta cho đấy là một cái đơn vị, ví dụ đội bóng của tôi thì gì ạ? Rất là tuyệt vời. My football team is very gì ạ? Excellent, gì ạ? Excellent. Thì khi đấy chúng ta sẽ coi như cái team này là một đơn vị và sẽ chia là gì? Động từ chia số ít. Đấy. Thế còn nếu trong trường hợp mà người ta cho rằng đấy là từng cái cá nhân trong cùng một cá thể, trong cùng một cái đơn vị đó, thì chúng ta sẽ chia ở số nhiều. Nhưng cái trường hợp đấy thì chúng ta sẽ nói sau và cũng ít gặp thôi. Số 7. Đó là khi chủ ngữ mà có dạng số nhiều nhưng mà thực tế ra lại cũng chỉ là số ít thôi. Trong cái trường hợp như sau. Khi chúng ta gặp các cái chủ ngữ mà có kết thúc bằng đuôi x là tên các môn học, là tên các môn học, ví dụ như là môn toán chẳng hạn, mathematics. Mathematics là môn toán này, hoặc là physics là môn gì? Vật lý chẳng hạn. Thì cái đuôi x này này, hoặc là môn kinh tế học là economics. Thì các cái đuôi x như này mặc dù có s gì, nhưng mà nó cũng chỉ là một cái môn học thôi. Vì vậy mà động từ chúng ta cũng luôn luôn để ở gì ạ? Số ít. Động từ cũng luôn luôn để ở số ít. Hoặc là danh từ ví dụ như là news, hoặc là information. Information là danh từ không đếm được rồi. Thế còn là news, chúng ta biết là tin tức, mặc dù là cũng có chữ S ở đây. Thế nhưng news vẫn cứ là danh từ không đếm được, là tin tức. Hay, tin tức và thông tin thì cũng vẫn là cộng với động từ chia số ít, danh từ số ít và động từ chia số ít. Rồi, tên của một số cái căn bệnh. Tên của một số căn bệnh, ví dụ như là MERS. Chúng ta biết là MERS là bệnh sởi. Bệnh sởi. Nhưng mặc dù là kết thúc bằng S gì này, thế nhưng mà đây cũng chỉ là tên một căn bệnh thôi. Vì vậy, động từ đi theo cái danh từ MERS này thì vẫn cứ là chỉ là động từ số ít bình thường. Đấy. Rồi một cái trường hợp khác nữa, ví dụ như là như này. Sons and daughters, con trai và con gái, những đứa con trai, những đứa con gái á, thì là cái tên cuốn sách mới nhất của Miss Phương, được chưa? Thế thì cái sons and daughters thì là danh từ số nhiều, nhưng mà này nó nghĩa là cuốn sách mới nhất của tôi chẳng hạn, thì cái động từ to be á, vẫn chỉ là số ít, bởi vì cái tên sách là như vậy thôi. Chứ còn bản chất nó vẫn chỉ là một quyển sách thôi. Chứ nó cũng không phải là những cái đứa con trai và những đứa con gái thật sự ở ngoài đời, đúng không ạ? Mà đấy là tên trong ngoặc kép, tên cuốn sách. Thì chúng ta vẫn chia động từ to be là is bình thường. Như vậy, cái chú ý 7 này là khiến cho các bạn phải ghi nhớ là gì? Cái chủ ngữ đó chúng ta phải hiểu rõ ràng nó là gì, số ít hay số nhiều. Đừng có vì là nó kết thúc bằng s là chúng ta chia số nhiều thì sẽ có lúc là sẽ gặp phải sai lầm gì nghiêm trọng. Tiếp theo, lưu ý thứ 8. Khi chúng ta gặp các cái chủ ngữ mà là các cái danh từ số nhiều
luôn luôn ở dạng số nhiều. Ví dụ như là pants. Pants. Đấy, pants. Quần, quần đúng không ạ? Quần, quần bao giờ có hai ống nên luôn luôn là số nhiều. Rồi trousers. Đây là quần dài. Quần dài đây, quần ngắn đấy ạ. Trousers là quần dài thì cũng là luôn luôn là số nhiều, hai ống mà. Được chưa? Rồi, chúng ta tiếp theo có từ scissors. Là cái kéo. Thì cũng luôn luôn là, hoặc là shoes. Bao giờ giày thì cũng phải có hai chiếc đúng không ạ? Hoặc là kính. Tôi là gì? Glasses. Thì cũng luôn luôn là số nhiều. Thế thì khi chúng ta gặp các cái danh từ luôn luôn số nhiều như này thì động từ cũng chia là gì ạ? Số nhiều. Đấy, thế nhưng trừ trường hợp là nếu như họ có thể đưa ra là a pair of trousers, một cái quần, thì lúc ấy động từ thì lại chia theo gì ạ? Chia theo pair. Thế lúc ấy thì động từ lại chia số ít bình thường. Thế còn cái trên thì động từ sẽ chia số nhiều. Cái này thì số ít. Được chưa? Cái thứ 9. Cái thứ 9, lưu ý số 9 này thì chúng ta sẽ học cái từ number. Number thì chúng ta có hai kiểu. Một là the number of cộng với danh từ. Cộng với danh từ, được chưa? Cái thứ hai là chúng ta có là a number of. A number of cộng với danh từ, cộng với danh từ. Và cái câu hỏi này thì rất nhiều bạn đã hỏi tôi. Và ở đây thì tôi sẽ giải các bạn, và tôi nghĩ là rất là dễ thôi. Chỉ có cái là chúng ta có nhớ hay không. Thì như này, a number of thì bản chất của nó là bằng với lại từ many. Có nghĩa là nhiều. Bằng many, nghĩa là nhiều. Thế thì nếu mà là bằng với many thì chúng ta biết là many thì cộng với danh từ số, số nhiều. Và động từ cũng chia ở gì ạ? Số nhiều. Đúng không ạ? Thế còn much thì là danh từ không đếm được, số ít, và động từ chia số ít. Được chưa? Thế còn the number of thì the number of có nghĩa là cái số của một cái gì đấy. Thì chúng ta hiểu là cái the number này và cái con số, ví dụ như là cái con số của cái những cái học sinh muộn hôm nay là 12 chẳng hạn. Thì cái the number này, động từ này sẽ chia phụ thuộc theo cái number. Giống như trong cái lưu ý 1 mà tôi dạy các bạn buổi hôm nay. Thì nó chia theo number, mà cái number là số ít. Number là số ít thì đương nhiên là cái danh từ này không quan trọng, cái này có thể ít nhiều không quan trọng. Nhưng mà động từ luôn luôn sẽ chia ở số ít. Nhớ nhá, a number of thì bằng many, nhưng mà the number of thì nó chỉ là cái number thôi, nó chỉ là cái con số thôi. Thì cái con số đó thì động từ luôn luôn chia ở số ít. Thế còn a number of thì số nhiều. Ví dụ như là rất là nhiều học sinh đến muộn hôm nay. A number of students come late today. Được chưa? Thế còn là the number of students is 12 chẳng hạn, là 12, đấy chỉ là con số thôi. Thì chúng ta luôn luôn chia ở số ít. Được chưa? Lưu ý thứ 10 của chúng ta, đó là khi chủ ngữ mà là một cái khoảng thời gian, một khoảng cách địa lý, một khoảng cách địa lý, hoặc là một cái khoản tiền, vân vân, thì cái động từ này cũng luôn luôn là ở số ít nhá. Một khoảng thời gian, ví dụ như là hai tiếng chẳng hạn, số nhiều là nhiều đúng không? Hai tiếng là nhiều. Thế nhưng mà cái khoảng thời gian hai tiếng đấy thì vẫn cứ là một cái khoảng thời gian thôi, chúng ta coi đó chỉ là một khoảng thời gian thôi đấy. Thế có một cái bài hát rất là nổi tiếng của Michael Stuhlrock đấy, đó là gì ạ? 25 minutes. Các bạn có nhớ bài hát đấy không ạ? Thì trong đó có một cái câu là gì? 25 minutes is too late. 25 minutes is too late. 25 phút là quá muộn rồi. Đúng không ạ? Là quá muộn rồi. Thế thì cái is too late đấy, is là chia theo 25 minutes. Mặc dù 25 phút là minute có S bình thường, thế nhưng cái đấy vẫn chỉ coi như là một cái khoảng thời gian thôi. Vì vậy động từ vẫn chia to be bình thường. Đấy ạ, to be chia số ít bình thường. Thế mà khoảng cách địa lý cũng thế. Ví dụ nhà anh ấy cách nhà tôi là gì? 10 km. Nhưng 10 km thì người cũng không phải là xa, đúng không ạ? Thế là 10 km is not far. Đấy, chia to be số ít bình thường nhá. Hoặc một khoản tiền, ví dụ nhá, 1 tỷ thì cũng chả nhiều đâu mà, đúng không? Thì đây, 1 billion, đúng không? Is not là nhiều là gì ạ? Not gì ạ? Many hay là much? Much chứ, à, đúng không ạ? Thế là 1 billion is not much. 1 tỷ thì cũng không phải là nhiều. Đấy. Và cái lưu ý cuối cùng của chúng ta đó là
11 thì chúng ta có cái lưu ý như sau, đó là gì? Với các cái từ á, như là ô này, là tất cả này, rồi là nếu mà một nửa thì là gì? Half. Rồi là plenty là nhiều này, hoặc là the rest, sau với ra đi với of và cộng với danh từ á, có thể là tất cả cái gì đấy, có thể một nửa cái gì đấy, nhiều cái gì đấy, phần còn lại cái gì đấy, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là nếu mà danh từ này mà nếu mà là số ít thì đương nhiên là tất cả cái chỗ đấy cũng sẽ phải là gì? Số ít, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà danh từ này là số nhiều thì cái tất cả cái số nhiều đấy thì cũng phải là gì? Số nhiều. Đấy, ví dụ nhá, tất cả các quyển sách của tôi đều là về lịch sử các bạn. All of my books are about history. Thế thì books là số nhiều, thì all of my books thì cũng chia số nhiều. Thế này, tất cả cái khoản tiền của tôi chẳng hạn thì đều là gì ạ? Đều giả chẳng hạn, đúng không? Tôi chẳng may tất cả cái khoản tiền nhận được cái là tiền giả chẳng hạn, thì all of my money is fake chẳng hạn. Đấy, thì all of money thì đấy là danh từ không đếm được, không đếm được. Thì động từ chia là gì? Không đếm được, được chưa? Thế trên đây là toàn bộ các cái phần lưu ý mà giúp chúng ta có được cái sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thế cái chủ ngữ như vậy thì động từ ấy như vậy. Có bài này các em sẽ hiểu là ví dụ như là ai giờ với cả o, thì ai giờ chủ ngữ thứ nhất, o chủ ngữ thứ hai, thì động từ phù hợp chủ ngữ thứ hai, đúng không? Trong khi đó ngược lại thì các cái từ ví dụ như accompanied by này, as well as, along with thì lại không quan trọng, và động từ vẫn phụ thuộc vào chủ ngữ thứ nhất chẳng hạn. Thì đó, thì đấy là cái cách phù hợp giữa chủ ngữ và động từ mà chúng ta biết để chúng ta chia được chính xác. Phần này hỏi rất nhiều trong bài gì ạ? Sửa lỗi sai. Vì vậy chúng ta sẽ phải lưu ý thật là kỹ. Sau đây chúng ta sẽ cùng chữa một số các cái câu chọn ABCD mà có liên quan đến cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chữa một số câu mà có liên quan đến phần hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thứ nhất, câu số 1. 3 weeks not enough for holiday. Chúng ta biết là 3 weeks là gì ạ? 3 tuần. Thế thì 3 tuần ở đây là một khoảng thời gian. Như vậy theo cái lưu ý của chúng ta là một khoảng thời gian, một khoảng cách địa lý, một khoản tiền cũng chỉ coi như là một đơn vị. Vì vậy động từ sẽ chia số ít. Trong các đáp án A, B, C và D thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một đáp án là số ít, đó là gì ạ? Ý C. Và chúng ta khoanh là đáp án C, đó là was. 3 weeks was not enough for holiday. Được chưa ạ? Câu thứ hai, each of you a share in the work. Thì chúng ta thấy là each of you ở đây là mỗi người trong số các bạn. Chúng ta biết là từ each và từ every, mỗi hoặc mọi, thì động từ luôn luôn chia ở gì ạ? Số ít. Và ở đây trong các bốn ý A, B, C, D thì cũng chỉ có một đáp án số ít là chấp nhận được, đó là đáp án B. Chúng ta chia là has. Each of you has a share in the work. Mỗi người trong số các bạn thì đều có một cái sự chia sẻ trong công việc, được chưa? Câu 3, 10 pounds, too much to pay. Thì có 4 đáp án là A, B, C và D. Theo các bạn là sẽ chia là đáp án gì ạ? Theo tôi thì đáp án chính xác sẽ là đáp án A. Lý do 10 pounds là 10 bảng. 10 bảng là một khoản tiền, và khoản tiền này chúng ta sẽ chia ở số ít. Vì vậy đáp án đúng là đáp án A. Câu thứ 4, a number of students volunteer to the job. Thì chúng ta thấy là a number of thì theo như chúng ta nhớ là gì? A number of thì bằng many. Thế còn the number of thì động từ chia theo number, đúng không? Thế a number of students thì bằng many students, và động từ sẽ chia ở số nhiều, vì students sẽ là số nhiều mà. Many students đương nhiên chia số nhiều. Vì vậy đáp án đúng ở đây sẽ phải là đáp án A. Chúng ta chia là have volunteered to the job. Câu số 5, linguistics are the ways in which languages work. Thế thì chúng ta thấy là linguistics là môn ngôn ngữ học. Môn ngôn ngữ học, đây là nằm trong một cái lưu ý của chúng ta mà với cái đuôi X là thể hiện các cái môn học. Các môn học tuy là có S gì là số nhiều, thế nhưng mà đây thực tế ra vẫn chỉ là một môn thôi. Vì vậy linguistics ở đây là môn ngôn ngữ học, chúng ta phải chia số ít. Và vì vậy thì có 4 đáp án A, find, B, finding, C, to find và D là finds. Chúng ta sẽ phải chọn đáp án là finds. Đấy, đó là số ít. Câu số 6, the news
Interesting. Chúng ta thấy là the news là tin tức. Đấy, trong một cái lưu ý chúng ta đã học đó là tin tức, news và thông tin, information, thì luôn luôn chia ở số gì ạ? Số ít. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ chia là the news. Đáp án B is interesting. Được chưa? Tất cả các từ còn lại thì đều không phù hợp. Câu số 7. The Philippines of more than 7,000 islands. Thế the Philippines ở đây chúng ta biết là Philippines, the Philippines ở đây là quần đảo. Đúng không ạ? Tên quần đảo. Thế chúng ta hiểu ở đây tức là cái quần đảo này nó bao gồm có hơn 7.000 đảo. Đúng không ạ? Quần đảo này. Thế chúng ta hiểu đây sẽ là gì? Một cái quần đảo này thì nó bao gồm có 7.000 hòn đảo. Thế đây sẽ phải là một cái thôi đúng không ạ? Ý nghĩa là như vậy. Thế thì đáp án sẽ phải là gì? Số ít. Đúng không ạ? Số ít thể hiện là the Philippines ở đây chỉ là một cái quần đảo ấy thôi. Và một cái quần đảo đó nó bao gồm có 7.000 hòn đảo khác. Thế thì đáp án đúng ở đây sẽ là D. Consists. Câu số 8. Statistics. A branch of mathematics. Thì ở đây chúng ta có là statistics. Đó là môn thống kê. Thế thì statistics cũng phải chia là gì ạ? Số ít. Vì nó cũng chỉ là một môn học thôi. Và vì vậy, statistics chúng ta chia đáp án là gì ạ? C. Is. Là môn thống kê là một cái nhánh của môn toán. Được chưa? Câu số 9. Physics. To understand the mysteries of the physical world. Đấy, môn vật lý. Đấy, môn vật lý thì cũng lại chỉ là một môn học thôi. Vì vậy động từ cũng phải chia số ít. Số ít ở đây là đáp án nào các bạn? Đáp án B. Six. Six. Câu 10. The United Nations is headquarters in New York City. Chúng ta biết là United Nations ở đây là Liên Hợp Quốc. Tuy là danh từ số nhiều như này nhưng mà để chỉ một cái tổ chức, đó là tổ chức gì ạ? Liên Hợp Quốc. Bởi vì ở đây là danh từ số ít, càng khẳng định hơn vì cái vế đằng sau chúng ta có từ is. Headquarters là cái trụ sở của nó. Của nó ở đây người ta không dùng từ there mà người ta lại dùng từ gì ạ? Dùng từ is. Càng chứng tỏ là cái danh từ này là danh từ số ít. Đúng không ạ? Đấy, là danh từ số ít thì động từ chia số ít. Và chúng ta sẽ chia đáp án là gì ạ? C. Has. Has. Đấy, Liên Hợp Quốc thì có cái trụ sở chính của nó là ở thành phố New York. Được chưa? Câu 11. 15 minutes the maximum length. Chắc chắn là câu này các bạn sẽ dễ dàng làm được đáp án gì ạ? Đáp án B is. Vì 15 minutes cũng chỉ là một khoảng thời gian và vì vậy cũng chỉ ở số ít. Chính xác. Câu 12. One of my neighbors curious about other people's private life. Đây, one of my neighbors là một trong những cái người hàng xóm của chúng tôi. Thế đây chỉ là mấy người ạ? Đây chỉ là gì ạ? Một người thôi. Thế thì chúng ta cũng chia số ít. Đó là gì? C. Is. Đấy, bao giờ chúng ta cũng phải hiểu rõ xem là cái danh từ đó là danh từ số ít hay số nhiều dựa vào việc người ta ý hiểu người ta đó là số ít hay số nhiều. Đấy. Câu 13. 7 months. A long time for me to wait. Thế 7 months ở đây chắc chắn là cũng chia số ít vì đây là một khoảng thời gian. Vì vậy chúng ta chia nhanh. Đáp án D is. Câu 14. A lot of restaurants open at night. A lot of restaurants, a lot of ở đây bằng many và restaurants lại là số nhiều. Đúng không ạ? Thế thì rất là nhiều khách nhà hàng á là gì ạ? Mở cửa ban đêm thì chúng ta sẽ chia gì? Số nhiều bình thường với a lot of cộng với danh từ số nhiều, chia số nhiều bình thường. Đáp án ở đây là đáp án A. A luôn, đúng không? A lot of restaurants are open at night. Câu 15. Tom doesn't agree, but the rest of us. Thì đó, thế chúng ta thấy là cái the rest chúng ta học rồi. Sau the rest, nếu mà là số ít thì động từ chia số ít. Đó. The rest mà cộng với danh từ số nhiều thì động từ sẽ chia số nhiều. Ở đây phần còn lại của chúng tôi thì ở đây sẽ phải nhiều người. Nhiều người thì động từ sẽ chia số nhiều. Ở đây chỉ có một từ đúng đó là đáp án C. The rest of us do. Và các em thấy rằng ở trong câu này người ta đã cắt giảm tối đa có thể. Như này nhá, Tom không đồng ý nhưng mà phần còn lại của chúng tôi thì những người còn lại trong số chúng tôi thì đồng ý. Thế thì họ chỉ cần dùng chữ do là đã đủ rồi. Đấy là cái cách viết của người ta mà chúng ta sẽ phải học theo. Câu 16. Most people with my attitude. Thế chúng ta thấy là most people ở đây với từ most là hầu như, hầu hết. Đấy, people ở đây là số nhiều. Thế thì động từ cũng sẽ phải chia số nhiều. Most people
agree with my attitude. À, hầu hết mọi người đều đồng tình với cái thái độ của tôi. Được chưa? Câu 17. A lot of. Chúng ta lại gặp a lot of. Yeah, a lot of her furniture in her room. Chúng ta thấy là furniture là danh từ không đếm được, mang nghĩa là đồ đạc. Rất nhiều đồ đạc mà không đếm được, cái động từ vẫn chia số ít bình thường. Đó chính là đáp án D. Is. A lot of her furniture in her room is new. Được chưa? Câu 18. There. A few flowers in this garden last summer. Thì chúng ta thấy đó là cái từ there này nó không ảnh hưởng đến động từ chia. Cái động từ, cái danh từ chính làm chủ ngữ ở đây đó là a few flowers, tức là có một vài bông hoa, đúng không ạ? Đây, vài bông hoa ở đây là số nhiều rồi, thì động từ cũng sẽ phải chia số nhiều. Ở đây chúng ta sẽ chia đáp án là gì ạ? Mà hơn nữa này, in this garden last summer, thì last summer là quá khứ, thì phải chia động từ số nhiều quá khứ, và chúng ta sẽ chia là were. There were a few flowers in the garden last summer. Câu 19. Tương tự như vậy chúng ta thấy là there lots of snow in the garden. Thì cái danh từ làm chủ ngữ chính ở đây là lots of snow, đúng không ạ? Và lots of snow ở đây là nhiều tuyết. Tuyết thì không đếm được, vì vậy động từ sẽ chia ở số ít. Có rất là nhiều tuyết mà tuyết không đếm được thì vẫn cứ chia số ít. Ở đây chúng ta sẽ chia là gì ạ? B. Đáp án B chia là is. There is lots of snow in the garden. Câu 20. Most of us the same about the world. Thế thì chúng ta ở đây thấy là most of us là hầu hết chúng tôi. Hết chúng tôi ở đây là số nhiều rồi. Thế nên chúng ta sẽ viết là most of us gì ạ? Động từ số nhiều ở đây là gì? À, đáp án A. Feel. Most of us feel the same about the world. Đấy là một số các cái câu chọn ABCD rất là ngắn gọn để chúng ta hiểu thêm về cái bài sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ này. Đấy, trong các cái bài sửa lỗi sai trong các cái đề luyện thi đại học, chắc chắn các em sẽ còn gặp lại cái bài này. Và trong lúc chữ đề, tôi cũng sẽ nhắc lại cho các bạn về cái nội dung này. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong bài thi đại học.